có một cái nước mà tự sư phụ lập ra, tự sư phụ phải tiêu diệt nó, đó là chim thần. Chùa có tên nữa, cái gì ngồi kể lại những cái tiền giới sư phụ, tại sao là sư phụ lại lập ra, rồi tới cuối cùng sư phụ đã làm minh mạng lại là tiêu diệt chim thần. Là vì khi cơ trời muốn cho cái hội Long Hoa lập ngay cái mảnh đất hình chữ S thì nó chỉ cần gom gọn lại thôi, nó không có phải là nhỏ nữa. Chứ giờ mình từ ở Hà Tĩnh, Huế mà về tới Hà Nội, mảnh đất nhỏ quá, nó không có giống cường quốc. Hôm nay Việt Nam là một lãnh thổ riêng 100 triệu thì có thể sau này những cái lân bang khác nhập, nó thành cường quốc thiệt đó. Thì mỗi một lần mà ở trên đi một cái bài tính ok rồi lấy giống như lấy cái giết chì vậy, bôi ganh giới thôi, thì nước đó sẽ bị diệt. Đối với những cái gì mà tiên trưởng trên trời đó, họ có quả địa cầu này giống như bàn cờ vậy đó, sắp xếp lại cũng giống như con nuôi một đống loại vịt loại heo, thì ok con này màu vàng màu đỏ ok thôi, hai cái này nó cũng gần giống nhau, mở cái cửa này cho tụi mày đi qua lại luôn, thì y chang vậy.